trên thị trường được 10 năm với một chặng hành trình khá là dài. Vậy thì bí quyết của chị là gì để vận hành thành công công ty mình đứng vững và phát triển lâu như vậy trên thị trường đang hiện cạnh tranh khốc liệt? Như mọi người cũng biết, giá trị cốt lõi của Vinfood được xây dựng từ kinh nghiệm đam mê và tinh thần trách nhiệm của mình. Tận tâm, tận trí và tận lực để đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất mang cái lợi ích về sức khỏe cho cộng đồng. Thương hiệu của Vinfood là Only Nature, cho nên tất cả những sản phẩm của Vinfood được xây dựng trên nền tảng của thiên nhiên, luôn luôn có cái lợi ích về sức khỏe. Chính như vậy mà những sản phẩm của Vinfood khi đưa ra thị trường thì luôn luôn được sự chấp nhận của người tiêu dùng vì những cái lợi ích rất là thiết thực. Đặc biệt là trong cái thời buổi mà cái dịch bệnh Covid-19 này đang làm ảnh hưởng tới tất cả cái cuộc sống của mọi người thì sản phẩm của Vinfood là một sự chọn lựa rất phù hợp và tốt nhất cho cộng đồng hiện nay. Thì hiện tại sắp tới mình có kế hoạch gì để phát triển cái sản phẩm của Vinfood tại thị trường Việt Nam không thưa chị? Câu hỏi của em rất là đúng với suy nghĩ của chị. Như mọi người cũng biết thì những năm trước đây Vinfood tập trung cái sản phẩm của mình cũng như doanh số của mình vào thị trường nước ngoài. Bởi vì cái đặc tính của sản phẩm của Vinfood là khá Tây, mang cái hơi hướng hơi Tây chút xíu. Cho nên là mình lại tập trung vào những thị trường nước ngoài như là ở Úc, Canada, rồi Đài Loan, Hồng Kông, nhân dân. Tuy nhiên thì năm nay với cái chiến lược mình thay đổi, mình tập trung lớn vào thị trường của Việt Nam bằng những cái kế hoạch truyền thông thì Vinfood mong muốn đưa cái sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng nhiều hơn và gần gũi hơn với cái niềm mong đợi là nhà nhà đều biết tới sản phẩm của Vinfood, người người đều biết tới sản phẩm của Vinfood. Không những sản phẩm của Vinfood là mang đến sức khỏe đến cho mọi người mà còn là một cái quà tặng thân thương để cho liên kết cái tình cảm, sự giao tiếp của mọi người thân thương hơn với nhau. Với cái thông điệp đó thì Vinfood đã xây dựng lên những cái set quà tặng, những cái sản phẩm của mình thông qua những cái gói quà tặng mang cái tình yêu thương, mang cái tình cảm chân thành đến cho mọi người. Để qua sản phẩm của mình thì mọi người khi tiếp nhận được sản phẩm của Vinfood sẽ cảm nhận được cái tình cảm, cái tình yêu thương, cái lợi ích của sản phẩm. Riêng bản thân tôi rất là tâm đắc với câu hàng Việt Nam chất lượng cao, luôn luôn đồng hành với sự phát triển của người tiêu dùng ở trong nước và trên thị trường quốc tế. Chị có điều gì muốn chia sẻ cùng với những khách hàng đang và sẽ sử dụng sản phẩm của Vinfood không ạ? Là người đại diện của Vinfood thì tôi xin nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến tất cả những khách hàng, những người đã dùng sản phẩm của Vinfood, những người đang dùng sản phẩm của Vinfood và những người sẽ dùng sản phẩm của Vinfood với cái mong đợi là mang cái lợi ích sức khỏe đến cho mọi người. Vinfood hiện nay đang mở rộng các kênh phân phối của mình để cho sản phẩm được đến tay với người tiêu dùng thuận lợi hơn, dễ dàng hơn thông qua các kênh online như là Tiki, Lazada, Shopee, Facebook. Thì sự thuận tiện, thuận lợi của sản phẩm Vinfood đến tay người tiêu dùng, đó là một cái mong đợi của Vinfood hiện nay. Vinfood luôn luôn cam kết mang đến những điều tốt đẹp cho người tiêu dùng.